mọi người chuyển dùng cái bốn cái phím lên xuống này, trái phải này, xong mọi người chọn vào cái YouTube này, xong mọi người bấm phím OK. Nếu ứng dụng chưa được nâng cấp thì mọi người bấm phím nâng cấp. Xong rồi mọi người bấm OK. Bấm OK lần nữa. Giới thiệu với mọi người một cái tính năng rất mới của Viettel là ứng dụng YouTube. Đây là cái điều khiển của Viettel. Mọi người bấm phím menu. Menu ở trên điều khiển. Ở đây nó sẽ có phim tổng hợp, mọi người bấm OK này. Bấm OK. Bấm xem. Đây là mình sẽ xem được những cái phim tổng hợp. Chị ơi! Mọi người không muốn xem nữa thì mọi người bấm phím quay lại này. Ở trên màn hình nó sẽ hỏi là tiếp tục xem hay là thoát, thì mình bấm chuyển đi lên, mũi tên đi lên, bấm thoát. Bấm quay lại. Bấm quay lại. Ở đây nó sẽ có cái ứng dụng của thiếu nhi này. Mọi người bấm chuyển sang thiếu nhi này, bấm OK. Đây có cái phim hoạt hình đấy. Bấm OK lần nữa. Lại bấm xem, OK. Bấm phím exit để quay lại hoặc là bấm phím quay lại ở trên này. Bấm OK thoát này. Bấm quay lại. Ở đây sẽ có rạp phim. Phim. Đây, nó có hài đấy, có nhạc. Trí thức sống, clip hot, thể thao này. Ví dụ như mọi người ai yêu thích thể thao thì mọi người bấm vào thể thao này, bấm OK. Đây nó sẽ có những cái như kiểu Messi này, bấm OK này. Xem này. Mọi người bấm quay lại này. Thoát này. Nếu mà mọi người muốn vào YouTube thì mọi người chuyển sang cái phần ứng dụng này. Mọi người sẽ phải bấm mũi tên sang ngang, sang trái, sang phải này. Phím ứng dụng này. Ở trên này nó sẽ có những cái như kiểu vòng quay may mắn này, karaoke này, đuổi hình bắt chữ này.
câu đố vui này, sliding, đây là ứng dụng YouTube này, hứng chứng này, câu cá mập này, khủng long này, mọi người chuyển dùng cái bốn cái phím này, lên xuống này, trái phải này, xong mọi người chọn vào cái YouTube này, xong mọi người bấm phím OK. Nếu ứng dụng chưa được nâng cấp thì mọi người bấm phím nâng cấp. Xong rồi mọi người bấm OK. Bấm OK lần nữa. Ví dụ như mọi người muốn tìm cái kênh YouTube của tôi, đổi tên bên phải. Ở đây mọi người sẽ phải ghép chữ này, mọi người sẽ phải dùng chỉ có loanh quanh 5 cái phím như này thôi. Xong mọi người chuyển xuống phần tìm kiếm này, mọi người bấm OK. OK rồi. OK. Mọi người sẽ tìm được cái hình cái kênh của tôi. Mọi người bấm sang ngang nhé. Đây cái video của em đây, mọi người bấm OK vào. Đây mọi người có thể trải nghiệm cái ứng dụng YouTube, nó rất là tuyệt vời ở trên cái đầu thu của Viettel.